Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Cùng nhau chúc Giáng sinh thật ngọt ngào, cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Giáng sinh ngọt ngào và một năm mới bình an. Cùng chúc nhau an lành, cùng nhau luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc đầy và một năm mới bình an. Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Thầy mang cho tôi chiếc bánh bù đình, thầy mang cho tôi chiếc bánh bù đình, thầy mang cho tôi chiếc bánh bù đình và hãy mang nó lại đây. Cùng chúc nhau an lành, cùng nhau luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc đây và một năm mới bình an. Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Kìa Santa đến đây kia rồi kìa, kìa Santa đến đây kia bằng à, kìa Santa đến nơi đây kia rồi và sớm có mặt thôi. Cùng chúc nhau an lành, cùng nhau luôn khỏe mạnh. Ta chúc nhau thật hạnh phúc đầy và một năm mới bình an. Mừng Giáng sinh đến, Giáng sinh bình an. Mừng Giáng sinh đến, đến khắp mọi nhà. Cùng nhau chúc Giáng sinh thật ngọt ngào, cùng nhau ta chúc Merry Christmas. Cùng nhau ta chúc Giáng sinh ngọt ngào và một năm mới bình an. Cùng nhau ta chúc Giáng sinh ngọt ngào và một năm mới bình an. Sáu bảy tám chín mười, một hai ba bốn năm, sáu bảy tám chín mười, mười 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 mười, một hai ba bốn năm, sáu bảy tám chín mười, một hai ba bốn năm, sáu bảy tám chín mười, mười.
Thật là một Giáng sinh vui vẻ. Đó là gia đình ngón tay ông già Noel. Santa cha ơi, Santa cha ơi, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Santa mẹ ơi, Santa mẹ ơi, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Santa anh ơi, Santa anh ơi, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Santa chi ơi, Santa chi ơi, bạn ở đâu? Tớ ở đây, tớ ở đây. Bạn có khỏe không? Này các famis, nhìn con tàu tuyệt đẹp đó kìa. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Và ổ tơ ca tàu chờ đầy ở đó những điều đẹp tươi. Trang phục ở đó trong cabin tàu này ta đang cầm tay. Cánh buồm trên đó là tấm lụa cột buồm làm băng vàng tay. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Bông và 20 thủy thủ đoàn họ đứng ở giữa sân kia. Bông và 20 chuột trắng tươi dây chuyền trên cổ thật xinh. Thuyền trưởng ở đó là con vịt với chiếc ba lô trên lưng. Và tàu di chuyển thật nhanh là thuyền trưởng nói quạc quạc. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Con tàu tôi thấy ở đó kìa, thuyền buồm trên biển này đây. Các famis, hãy đi gặp ông đèn giao thông nào. Ngài đèn giao thông hơi ngài, chỉ tôi con đường, chỉ tôi con đường đi. Nên đi khi nào nên đi. Và ở lại khi nào nên ở lại. Màu đỏ xuất hiện bạn hãy đứng lại, đó đứng lại, đó đứng lại. Màu đỏ xuất hiện bạn hãy đứng lại, đó đứng lại nào. Màu đỏ xuất hiện bạn hãy đứng lại, đó đứng lại, đó đứng lại. Màu đỏ xuất hiện bạn hãy đứng lại, đó đứng lại nào. Ngài đèn giao thông hỡi ngài, ngài đèn giao thông hỡi ngài. Chỉ tôi con đường, chỉ tôi con đường đi. Nên đi khi nào nên đi. Và ở lại khi nào nên ở lại. Màu xanh xuất hiện bạn đã an toàn, xanh hãy đi, xanh hãy đi. Màu xanh xuất hiện bạn đã an toàn, xanh đi đi nào. Màu xanh xuất hiện bạn đã an toàn, xanh hãy đi, xanh hãy đi. Màu xanh xuất hiện bạn đã an toàn, xanh đi đi nào. Con đường, chỉ tôi con đường đi. Nên đi khi nào nên đi. Và ở lại khi nào nên ở lại. Và kia xuất hiện bạn hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ sắp vàng, chúng ta sẽ sắp vàng. Và kia xuất hiện bạn hãy chuẩn bị, chúng ta sẽ sắp vàng nè. Và kia xuất hiện bạn hãy chuẩn bị.
đèn tín hiệu giao thông. Điều đó thật hữu ích. Có phải không các Fami? Hẹn gặp lại lần sau. Này các em, hãy đi gặp các phương tiện giao thông cùng với các Famis nào. Bọn mình chào ông taxi, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Tìm và tìm hành khách nếu cần và chờ anh ta đến đó. Chúc ông vui vẻ và may mắn nhiều. Bọn mình chào xe buýt này, Fami xin chào. Chị làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ bọn trẻ đến trường học và đưa đón. Bye bye xe buýt và chúc lái an toàn. Mình chào ngài xe chữa cháy này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mèo kẹt trên cây cần tôi đến giúp. Bye bye xe cứu hỏa và hãy giữ thân mình. Bọn mình chào phi cơ này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình vận chuyển hàng hóa nhiều nơi trên thế giới. Hãy nhanh lên máy bay này và chúng mình sẽ gặp lại. Chào ngài tàu thủy đến chốn này, Fami xin chào. Ngài làm gì thế và đi đâu vậy? Mình chờ nhiều khách cùng ra biển lớn và sẽ gặp lại nhau mỗi khi chẳng làm gì. Thật là vui khi được gặp các phương tiện vận tải phải không? Hẹn sớm gặp lại cùng các Famis nhé. Tạm biệt.